Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính menu có trong giao diện của DaVinci Resolve. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là DaVinci Resolve, About DaVinci, thì chúng ta sẽ xem được là cái phiên bản chúng ta để sử dụng. Các bạn thấy mình đang sử dụng là Public Beta Studio 15, version là 15.0.0. Tiếp theo đó là References, thì video trước mình đã có giới thiệu về các thuộc tính này rồi. Và Width, cái này chúng ta sẽ thoát cái phần mềm. Ở cái phần file thì chúng ta có thể có thấy là New Project, chúng ta sẽ tạo một project. New Pin thì chúng ta tạo một cái pin, nó nằm ở đây, Media. Đây, các bạn thấy không? Rồi, các bạn có thể là tích chọn và delete nó đi, remove. Rồi New Timeline thì chúng ta sẽ, khi mà các bạn chưa tạo một cái timeline thì nó sẽ hiển thị tính năng này, Save Project này, Save Project S này. Thì các bạn lưu ý ở những cái phím tắt. Rồi Import File, Import Project, nó cũng như một cái phần mềm dựng phim khác thì có những cái tính năng như là Save, Import File, Export File. Đây Export File, Project Manager, Project Setting. Những cái tính năng này thì mình đã giới thiệu ở những cái video trước rồi. Rồi phần Edit, Edit có Undo, Redo. Rồi với là chúng ta sẽ Ctrl Z. Rồi chúng ta sẽ trở về cái thao tác ban đầu. Rồi Cut nè, Copy, Paste, Delete, Selected. Delete, chúng ta sẽ delete những cái đối tượng mà chúng ta đã chọn. Ở phần Multicam thì nó sẽ liên quan tới khi chúng ta dựng nhiều góc máy. Phần Trim, Trim thì chúng ta sẽ trim cái video lại, cũng giống như ở trong Premiere Pro hay cũng như cái phần mềm khác, chúng ta sẽ trim cái đối tượng. Các bạn thấy không? Trim Star này, thì phần dùng Shift. Rồi qua phần Edit ha, để các bạn thu lớn hoặc là phóng nhỏ cái phóng lớn và thu nhỏ cái timeline thì các bạn dùng cho phím là Ctrl trừ nè, Ctrl trừ thu nhỏ, phóng lớn lên là Ctrl cộng, nó tương đương với cái này. Rồi ví dụ như mình muốn trim cái đối tượng ở đây thì các bạn trim và trim star, thì các bạn thấy không, nó cắt ở đây qua đây thì trim end. Và phím tắt đó là shift và dấu ngoặc vuông. Đó là chúng ta để trim hai cái đối tượng đầu và cuối. Rồi resize, roll. Rồi tiếp theo đó là timeline, phần timeline đó là nó sẽ, các bạn thấy add transition, rồi add video only transition là add transition cho video. Rồi audio, select clip, backward, forward. Rồi ví dụ như mình cắt đối tượng này đi, mình sử dụng công cụ lưỡi lam này, razor. Rồi chọn lại công cụ selection. Ở phần timeline giờ mình chọn là select clip, thì các bạn thấy nó chọn cái đối tượng tiếp theo này. Rồi mình dịch chuyển cái thước timeline tới đây, các bạn thấy không? Đấy. Rồi snapping, link selection. Ví dụ như mình sẽ import một cái thư mục, một cái footage có video ha. Rồi đưa xuống đây. Rồi khi mà các bạn muốn ở link, có nghĩa là chúng ta sẽ không link cái video và audio với nhau, thì hiện tại các bạn sẽ thấy nè, chúng ta dịch chuyển video đi đâu thì video sẽ đi theo đó. Giờ chúng ta sẽ tách rời hai cái layer này ra, thì các bạn sẽ vào link kịch đây. Đấy, thì mình cần Ctrl Z lại ha, Ctrl Z. Các bạn chọn lại, tích chọn vào linking, thì chương trình nó sẽ lên lại hai cái audio và video, hoặc là các bạn chỗ phải chọn link clip. Đấy. Rồi phần snap thì chúng ta sẽ tích chọn ở đây, nó đang được active. Rồi các bạn có thể là những cái công cụ này nó nằm ở đây, tương đương nó nằm ở đây, các bạn thấy không? Đấy, nó nằm ở đây, liên kết lại cái đối tượng này. Rồi qua phần clip các bạn thấy new compound clip, mình sẽ giới thiệu ở video sau. Còn enable clip hay là link clip mình thấy chỗ phải rồi đó, enable clip thì mình tích cái này thì nó ẩn cái vị này, tương đương là chúng ta sẽ tích chọn ở đây đây. Các bạn thấy không? Đấy, mình tắt đi. Rồi có những cái thuộc tính ở dưới này thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm ha. Rồi mark thì có mark in, mark out, tương đương với EO. Ví dụ như ở đây mình chọn mark in, qua đây mình chọn là mark out, rồi mình tắt cái audio thôi ha. Thì chúng ta sẽ match hai cái đối tượng này ở đây. Sau cái match này thì các bạn chọn là mark clear in and out đây. Rồi keyframe thì liên quan đến keyframe, chuyển cái keyframe bên trái bên phải nè, trên dưới. Rồi add marker, rồi ví dụ như bây giờ mình sẽ add một cái đối tượng, add marker ha, chúng tắt lại M. Hai thuộc tính marker, mục đích là chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí mà chúng ta muốn tùy chọn. Ví dụ như mình đánh phía M thì mình tùy chọn cái marker như thế này. Rồi sau đó ví dụ như video này mình dịch chuyển thì các bạn thấy này, nó bắt dính có đối tượng marker này. Đấy, thì marker này nó sẽ làm dấu cho đối tượng của chúng ta, marker 1. Đấy, đó là marker. Delete marker thì nó nằm ở đây, Alt M. Qua phần view thì chúng ta sẽ xem, các bạn thấy nè, thuộc tính như là bypass on grade thì nó sẽ ảnh hưởng khi chúng ta chỉnh màu nè. Các bạn qua phần tab color thì giờ mình sẽ cân qua ba lần ha. Rồi là chúng ta đã tác động màu rồi đúng không? Thì các bạn thấy video của chúng ta nè, có cái vòng màu như thế này, nghĩa là cái shop này đã phòng chỉnh màu, đã tác động vào effect. Các bạn vào view nè, các chọn là bypass on gray thì nó tương đương là chúng ta sẽ tách các tính năng chỉnh màu đi. Hiện tại nó nằm ở đây, cái icon nó nằm đây. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ tắt luôn, nó không tách một cái nốt nha các bạn. Ví dụ như mình tạo thêm một cái nốt nữa, mình chỉnh cái màu như thế này. Đấy, nếu như mình tắt ở đây tương đương đó là Ctrl D, còn nếu như Shift D thì chúng ta sẽ tắt hình luôn hết hai cái nốt này, thì nó sẽ tắt hoàn toàn bypass, các bạn lưu ý nha. Còn Shift D thì là các bạn Shift D chọn đối tượng nào thì nó sẽ tắt tính năng effect ở đó. Hoặc là các bạn có thể tích chọn ở đây, tích chọn vào cái số này. Đấy, đó là phần view. Phần view để mình coi thử tính năng nào ha. Zoom to fit. Ví dụ như là mình tích chọn, các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn thấy cái đối tượng này là cái ngòi bút nè thì nó sẽ hút màu và nó sẽ active có tính năng lên đây. Rồi mình refresh lại để an toàn thì các bạn chọn off. Rồi qua cái phần là zoom to fit đúng không? Ví dụ mình zoom như thế này, mình fit lại thì shift Z hoặc các bạn chọn fit ở đây. Thì cái vùng view là Thì các bạn thấy nó active, cái tính năng này đang active, các bạn tắt nó thì các bạn tích vào. Sau create background in figure, ví dụ như ở đây mình sẽ hút màu ha, hút màu của đối tượng này, mình sẽ tạo một cái nốt đây, mình sẽ hút vào đây. Sau đây các bạn mình refresh lại ha, các bạn chọn vào công cụ này, có thuộc tính Color Fill này, mình sẽ hút màu đỏ đây. Thì các bạn thấy cái tính năng này đó là đây, highlight, đấy. Đó, các bạn thấy khi mà đổi sâu background thì nó sẽ ảnh hưởng ở đây, cái vùng ngoài này. Mình thu nhỏ lại cho các bạn dễ hình dung ha. View, show gray background in viewer. Đấy. Hiện tại nó màu đen, black. Còn nếu các bạn là bright thì nó sẽ màu xám, nó sẽ dễ nhìn hơn. Đó là thuộc tính của view. Rồi phần playback các bạn quan tâm cho mình đó là thuộc tính đó là proxy mode. Có nghĩa là chúng ta sẽ xem cái độ phân giải là của video đó là một nửa cái độ phân giải hoặc là 1/4. Các bạn thấy sẽ mờ hơn. Đối với những cái chúng ta dự sử dụng nhiều hiệu ứng thì chúng ta có thể preview bằng thuộc tính này, hoặc là render cat thì các bạn render cái đối tượng để chúng ta xem render cat. Cần các bạn có thấy phần playback ví dụ như là fast revert hoặc là fast forward, loop and loop play thì nó nằm ở đây, là những công cụ này đấy. Công cụ này để là loop, có nghĩa là chương trình nó sẽ chạy lại nếu như các bạn active như thế này. Khi mà cái timeline này nó chạy hết thì nó sẽ tự động chạy lại nếu như các bạn active. Còn nếu như các bạn tắt thì nó chạy hết thế này, nó sẽ đứng lại. Đó là phần loop. Rồi preview, next, keyframe hay là clip edit, marker, function thì nó nghiêng về cái hiệu ứng thì mình sẽ không giải thích ở cái đối tượng này. Rồi phần color các bạn sẽ để ý cho mình phần node, chú ý nha. Thì những cái bài sau thì mình sẽ sử dụng rất là nhiều ở tính node này. Các bạn để ý những cái phím tắt cho mình, những phím tắt này. Rồi reset thì chúng ta sẽ reset cái node mà chúng ta đã chọn. Ví dụ cái chọn cái node này mình chỉnh cái màu đỏ lên này đó ha. Đấy, thì mình không muốn sử dụng nữa thì mình chọn reset thì nó sẽ trở về. Reset red nhưng mà giữ lại cái node. Reset red nhưng mà giữ là cái node ở đó. Còn nếu dư mình còn cho Z ha. Nếu bạn chọn reset on red and node thì chúng ta sẽ xóa những cái node luôn. Chúng ta tạo bao nhiêu node không biết nhưng chương trình nó sẽ xóa hết. Nó chỉ là một cái node mặt là như thế này. Auto color nó tương đương ở đây các bạn. Auto color, auto balance. Rồi reset lại ha. Fail tương đương với audio. Workspace thì nó cũng giống như những cái tính năng khác. Các bạn thấy hiện tại chúng ta có tổng cộng là 2, 4, 6 tab: media, edit function, color. Và phím sắc, các phím tắt này nhằm trên màn hình luôn. Đấy. Rồi phần view mode, nếu như các bạn chọn là Ctrl F thì nó sẽ full cái màn hình như thế này. Rồi các bạn bấm tục phím Ctrl F lại thì nó sẽ về lại. Full screen viewer thì nó sẽ full cái khung hình cho timeline. Các bạn thấy không? Đó, cái khung hình chúng ta review này. Rồi bây giờ mình chọn fit. Đấy. Shift F Rồi phần Full Dual Screen thì cái tính năng này khi các bạn sử dụng hai cái màn hình cùng một lúc, ví dụ như các bạn sử dụng hai cái màn hình thì chúng ta active tính năng này lên on, thì chương trình nó sẽ tự động chuyển cái effect này qua một cái màn hình riêng. Các bạn lưu ý ha. Full Screen, Full Screen thì nó sẽ không hiển thị một cái đường gạch ngang nào. Chữ DaVinci tắt đi thì nó sẽ chữ DaVinci đây, đó là Full Screen. Ở phần Help thì các bạn vào những trang chủ của DaVinci Resolve xem những cái tutorial như thế này. Thì đó là những cái thuộc tính có trong menu của DaVinci Resolve.